Xin chào quý vị và các bạn. Họp trực tuyến là phương án được sử dụng nhiều trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, khi mà chúng ta không có điều kiện để gặp mặt nhau họp trực tiếp. Không chỉ trong thời điểm dịch bệnh mà họp trực tuyến cũng luôn là giải pháp tiết kiệm, nhanh chóng bởi những tiện ích mà nó mang lại. Và hôm nay thì Huyền Trang có mặt ở đây để giới thiệu tới quý vị và các bạn một giải pháp họp trực tuyến cá nhân rất tối ưu, chắc chắn sẽ không làm quý vị thất vọng đâu ạ. Giải pháp họp trực tuyến cá nhân với ưu điểm là sự đơn giản, tối ưu cho việc sử dụng của cá nhân khách hàng. Đây là phương án phù hợp cho đối tượng khách hàng di chuyển thường xuyên, đòi hỏi tính cơ động, linh hoạt và nhỏ gọn của các thiết bị đi kèm. Giải pháp họp trực tuyến cá nhân hết sức đơn giản với trung tâm là một máy tính xách tay được kết nối với camera và bộ loa máy tính đặt cố định. Để tối ưu tính tiện dụng và di động, khách hàng có thể sử dụng camera và loa ngoài được nhà sản xuất tích hợp sẵn trên laptop thân yêu của mình. Hiện nay, công nghệ camera trên máy tính xách tay khá là tốt. Tuy nhiên, nếu laptop của quý vị và các bạn đã cũ hoặc mong muốn hình ảnh khi họp trực tuyến của mình được rõ nét và ổn định nhất, thì Huyền Trang khuyên quý vị nên trang bị thêm những camera chuyên dụng và nhỏ xinh như thế này nhé. Giải pháp họp trực tuyến luôn đi kèm với phần mềm như Zoom Meeting, Google Meet hay các phần mềm hỗ trợ khác trên thị trường được cài đặt mới có thể đem lại hiệu quả cao nhất và thuận tiện nhất trong quá trình sử dụng. Trong một số trường hợp quý vị họp trực tuyến nhưng không muốn làm phiền tới những người xung quanh hoặc là loa ngoài tích hợp sẵn ở trên máy tính quá nhỏ và không rõ tiếng thì chúng ta có thể sử dụng những chiếc tai nghe nhét tai có kèm mic nhỏ gọn như thế này để đảm bảo âm thanh vẫn được trao đổi thường xuyên trong suốt quá trình họp online. Huyền Trang xin được đưa ra lời khuyên chân thành tới quý vị và các bạn là chúng ta hãy nên sử dụng phần mềm bản quyền để được trải nghiệm đầy đủ các tính năng của phần mềm. Chẳng ai muốn rằng việc đang họp online mà bị ngắt kết nối liên tục hay là bị giới hạn thời gian và phải kết nối lại phải không nào? Vậy thì Huyền Trang đã giới thiệu tới quý vị và các bạn một giải pháp họp trực tuyến cá nhân rất đơn giản và hiệu quả. Và để được tư vấn kỹ hơn về thiết bị cũng như là các giải pháp, xin mời quý vị hãy liên hệ đến hotline của chương trình audio ở trên màn hình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video clip tiếp theo. Họp trực tuyến, xu hướng tất yếu của thời kỳ công nghệ 4.0.